Xin được chân thành cảm ơn những hôm qua tình cảm phụ hòa của tất cả các anh chị đã lên thượng hòa cùng điệu múa của chị Sarala. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng sự thành công rực rỡ của chị Sarala qua điệu múa. Điều